rồi xin chào quý vị và bạn trở lại với trên đường hùng xe hơi à, nhiều bác à, thời điểm này mua xe Ford, đặc biệt là xe Ford thì rất khá khó mà đi lại trong cái tình cảnh điều kiện dịch bệnh như này à, hà nội chúng ta vẫn áp dụng chỉ thị 16 cho nên là việc đi lại xem xe rất là khó à, thời điểm này thì à, thật sự là với những quý anh chị mà đang có nhu cầu mua bán tải mà chúng ta ở à, lạng sơn bắc ninh bắc giang hải dương thì uh, mình hoàn toàn có thể qua bên uh, văn phòng bán hàng ở bắc ninh thì uh, hiện nay thì bên em cũng khá là sẵn xe và có thể chúng ta xem um, thương lượng và đàm phán về giá cả trực tiếp luôn tại showroom uh, ở bắc ninh thì uh, mặc dù nó cũng chỉ là một văn phòng bán hàng thôi tuy nhiên thì uh, những cái xe mà khách hàng ký thì đa phần đều được chở cứu hộ và đăng ký đăng kiểm rất nhanh khi mà bà bắc giang cũng uh, Mở đăng ký lại được một thời gian rồi. Ok thì uh, cập nhật cái giá bán. Uh, hiện nay thì uh, bán chính của em vẫn là khoảng 3 đầu xe, hai uh, đầu uh, XLS một cầu, số sàn và số tự động và Ranger White Check phiên bản hai uh, cầu bản full. Uh, XLS một cầu số tự động giá niêm yết là 650. Uh, hiện nay thì bên em vẫn còn lác đác một số xe nhập khẩu. Uh, giá thì sẽ giảm vào khoảng từ 5 đến 10 triệu chúng ta có thể thương lượng thêm về giá bán nhé Ờ uh, AT nhập thì uh, khá là kén màu. Còn lại thì uh, nếu như chúng ta mua phiên bản lắp ráp với cái chất lượng đánh giá khá là ok. Uh, mình thật sự cũng chưa có nhiều khách hàng chê phiên bản lắp ráp này. Ờ uh, cái mức giá hiện nay nó cũng rất là tốt khi mà bên em đang bán thông dao động vào khoảng 35 triệu tiền hỗ trợ. Uh, thường thì khách hàng sẽ lấy là 30 triệu tiền mặt và tặng kèm giăng kính trải sàn các anh trình hoặc chúng ta quy đổi về một cái lót thùng cao su phía sau rồi với phiên bản số sàn 630 triệu thì mức khuyến mại sẽ giống như phiên bản số động dành cho xe lắp ráp nhé và khoảng 30 đến 35 triệu và chúng ta thường sẽ lấy 30 tròn 600 và tặng kèm một lót thùng cao su phiên bản đang trăm white check 925 triệu đồng thì hiện nay cái giá bán đang dao động vào khoảng từ 70 đến khoảng 75 triệu đồng Uh, khá giá khá là mềm chúng ta lăn bánh đâu đó vào khoảng hơn 900 hiện nay thì uh, xe các đại lý thì cũng đa phần là khá là sẵn tuy nhiên thì vì khó khăn dịch bệnh đi lại xem xe khi chúng ta mua một cái xe này uh, phục vụ cho những công việc và cần thiết và phải xem xe uh, cả, trực tiếp uh, gặp để chốt giá và thương lượng đàm phán thì uh, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với em với những khách hàng như em nói ở tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang thì mình đang có cái thời điểm thật sự là thời điểm là mua xe ngang với giá Hà Nội và có thể xem xe cũng như là nhận xem cách sớm nhất, thoải mái nhất, không quá nặng nề cái việc đi vào vùng đang có chỉ thị 16 để chúng ta tuân thủ cái phòng chống dịch bệnh. Rồi đó là về giá bán, còn về chương trình trả góp khuyến mại thì À, với những cái mẫu xe như là XLS thì chúng ta chuẩn bị tối thiểu cho em vào khoảng từ 180 đến khoảng 250 triệu đồng thì ở đây là một cái mức tiền có thể nói là tối thiểu vừa đủ mà cũng không quá nặng nề để chúng ta trả cái gốc lãi trong cái thời điểm dịch bệnh như này đó à, vay bán tải thì chúng ta sẽ vay tối đa vào khoảng 70 đến 75% giá trị xe thời gian vay khoảng 5 năm nhé lãi à, suất trung bình một năm đầu tiên sẽ là 0,8% À, sau đó thì chúng ta sẽ hà nổi theo thị trường và sẽ dao động vào khoảng từ 0,9 đến 1%. Thời gian làm thủ tục sẽ là 3 đến 4 ngày không tính ngày nghỉ. Và trong cái tên điều kiện dịch bệnh như này thì hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc thì chúng ta chỉ cần gặp nhau khoảng 4 lần thôi là có thể chốt và nhận xe được rồi. Đó sơ qua về giá xe này, thủ tục này và để được tư vấn tốt nhất lựa chọn tốt nhất các phiên bản màu xe hay những cái đầu xe bán tải như là Hilux, Chai Tông, Navara, Nissan ở thị trường Bắc Ninh thì bác có thể đều có thể liên hệ qua hotline đang hiển thị trên màn hình để bên em tư vấn và chúng ta gặp nhau trao đổi một cách tốt nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.